Hello, mến chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube Phúc Thiên Vlog của em nha. Thì hôm nay em có vô bầu cử Sinh Pha Việt giày ly tư đó, thì vô bầu cử bóng cánh thì sẵn làm thì quay video cho các bạn nào mà mới vô nghề, chứ các bạn nào mà làm cử sắt á, người ta muốn chuyển qua ta làm cử nhôm đó, nhôm Sinh Pha, nhôm cỏ rồi, thì để cho anh em người ta xem tham khảo, để mà anh em ta học hỏi, ta tham khảo ta làm. Còn anh em nào đó là thợ thầy thì xem cho vui hoặc là lướt qua dùm cho mình nha. Thì ở đây là bộ cửa sổ hai cánh á, hai cánh, rồi mình ráp hai cánh bên kia nữa thì nó sẽ là bốn cánh. Thì đang vô bộ cửa bốn cánh thì sẵn vô lề nè. Đấy. Thì có những cái điểm mình cần lưu ý thì mình để mình quay chia sẻ cho anh em, để anh em mà tham khảo anh em làm. Thì cái lề này nó sẽ có hai loại nha. Có loại cánh dưới khung, có nghĩa là cánh lề cánh khung thì nó sẽ bắt vô cái cây cánh và bắt vô cái khung bao. Còn cái lề nữa là nó cánh dưới cánh thì nó sẽ bắt vô cánh dưới cánh. Đó, cánh khung và cánh nó khác nhau nha. Đây là mình sử dụng bản lề 4D. Đó, lề 4D dài 15 phân. Đó, 15 phân ở đây mình bắt 4 lề. Đó, bắt 4 lề. Còn cái lề ở trên á thì mình sẽ gắn cho nó gần hơn là cái lề khoảng cách lề ở dưới, tại vì mình bắn cái cửa mình nó khi mình vô kiến nó nặng á, thì mình gắn cái lề như vậy nó sẽ đỡ sợi cái cửa mình. Đó, mình làm cho nó cứng cáp. Rồi khi mình vô kiến rồi mình sẽ chêm kiến như thế nào, mình sẽ khi mình đi ráp á, thì mình sẽ quay video cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ lấy cái lề cánh với cái lề cánh khung để cho các bạn xem tham khảo. Thì ở video, những cái video trước mình có hướng dẫn các bạn là cái mà nhận dạng của cái nhôm, cánh mở cửa đi mở ra và cánh cửa đi mở vô, rồi cánh cửa sổ mở ra đó, khung bao, rồi vách kiến, rồi mình đã làm cái video hết rồi. Thì giờ thì mình vô lề thì mình quay cái hình thức mà vô lề sao cho nó đúng đó. Có nhiều bạn người ta chưa có làm thì người ta sẽ không có biết, còn các bạn nào đã làm rồi thì xem cho vui hoặc lướt qua cho mình nha. Thì cái này là cửa mở vô đó, cửa mở vô đang sử dụng cái cánh mở vô nè, còn cánh mở ra thì nó sẽ khác rồi. Thì đây là cái lề của cái cánh nè, lề cánh thì cái bảng này nó sẽ nhỏ hơn như là cái lề cánh khung nha. Đây là cái lề cánh khung nè. Đó, cái lề cánh khung thì cái bảng này nó sẽ bự hơn. Đó, cái bảng này nó bự hơn nè. Đó, nó khác nhau phải không? Bảng này sẽ bự hơn. Bảng cánh thì nó nhỏ hơn, ngay chỗ này nó nhỏ, còn bảng cánh khung thì ở đây nó bự hơn nè. Đó, bữa nay nó có mới ra cái loại lề cũng cánh mà bảng bự như vậy, nhưng mà mình làm theo cái lề cũ thôi. Đó, dễ làm. Đó, và dễ chia sẻ cho anh em dễ hiểu nữa. Rồi cái đây là cái bảng lề cánh khung nha. Cánh khung thì bảng này nó bự hơn, nó bắt vô khung nè. Cánh thì nó sẽ bắt vô cái này nè. Bây giờ mình lật cái cửa lên cho các bạn xem. Đó. Thì cánh khung nè. Cái bảng này nó nhỏ thì mình bắt cái nó sẽ có miếng nhôm nữa. Cái miếng nhôm này nè để mình gắn vô trong cái cạnh của cây đố động. Bắt vô cây đố động, rồi xong mình sẽ bắt vít của nó. Bắt hai con vít của nó, rồi còn hai con vít này là mình sẽ bắn con vít 7 phân. Con vít dài 7 phân để mình liên kết. Mình lấy cái lỗ vít dài 7 phân như vậy nè, để mình liên kết nó phải được 7 phân như vậy này nha. Đó, để mình bắn xuyên qua cái lề, mình bắn xuyên qua cái lề. Mình bắn xuyên qua cây đố động và bắn vô trong cái cánh luôn cho nó cứng. Đó, mình bắn xuyên qua cây đố động luôn nè, xuyên vô cái cánh luôn thì nó sẽ cứng. Các bạn đừng có dùng cái vít ngắn quá, chỉ bắn qua cái xuyên qua cái cây đố động không á thì nó sẽ cũng được nhưng mà nó yếu. Mình bắn con vít dài này nó sẽ xuyên qua cái đố động rồi xuyên vô cái cây cánh luôn, nó sẽ liên kết lại, nó sẽ cứng hơn. Đó. Rồi, còn cái miếng nhôm nè, cái miếng nhôm của cái bản lề kinh long mà cánh với cánh đó, các bạn lưu ý nha. Nó sẽ có một cái cạnh bầu nè. Đó, thấy không? Một cạnh bầu, một cạnh vuông góc nè. Thì cái cạnh bầu này á, các bạn bắt ở dưới lại. Còn cái cạnh vuông góc này các bạn, nó sẽ có cái ngàm của cây đố động, các bạn đưa vô. Đó. Đưa vô. Đó. Tại sao cái cạnh bầu này mình để ở dưới? Thì tại vì cái cạnh bầu này ở dưới là cái bản lề của mình nó có cái cạnh bầu nè. Thấy không? Ở dưới nó có đường bầu này, nó sẽ ôm vô cái đường bầu của cái thì mình lấy ra. Đây. Ở dưới nó có cạnh bầu nè, thấy không? Nhìn thấy không? Đó. Thì nó sẽ ôm vô cái cạnh bầu của cái miếng nhôm. Thì cái lề mình sẽ ôm sát vô. Còn ví dụ mà các bạn mà không biết, các bạn gắn cái cạnh bầu ở trên. Đó, cái cạnh vuông dưới khi các bạn siết lề vô thì nó sẽ đẩy cái lề ra. Đó, tại cái cạnh bầu này nó làm bầu để nó thiết kế vô trong cái miếng nhôm mình nè. Đó là cái cạnh bầu nó sẽ ở dưới, và cái cạnh vuông góc á. Cái cạnh vuông góc này nó sẽ nằm ở trên để nó móc vô cái ngàm của cái cây đố động nè. Đó.
nó móc vô cái ngàm nè, đây quay ở sâu về cho vợ biết nè. Đó thì cái cây đối động mình nè, là ở đây nó có cái móc này không, móc nè, thì mình sẽ móc nó lên, móc cái cạnh vuông góc lên nha. Đó, móc nó lên nè, nó sẽ ăn như vậy nè. Đó, còn dưới là mình đẩy vô. Đó, mình móc vô mình đẩy vô thôi, không phải ở sâu, không cần ở sâu đẩy tới, nhưng mình móc ở dưới là mình đẩy vô vậy thôi. Đó, rồi cái cạnh bầu này nó sẽ ăn vô trong cái cạnh bầu của cái bản lề nè. Đó, thấy không, nó ôm sát luôn. Rồi sau đó mình sẽ dặn hai con vít lục giác trên dưới. Đó, từ từ mình bắn vít này vô nha, từ từ mình bắn vít bảy phân bảy rưỡi này vô, mình bắt hai vít lục giác cho nó cứng á, để mình chỉnh cái cửa mình nó cao thấp, để mình chỉnh cái cửa mình nó cao thấp nó đều rồi mà bắt đầu mình tiến hành mình mới bắn vít này cố định lại. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình bắn cho các bạn xem. Thì đây, khi mà các bạn gắn hết là mình canh lề chỗ nào á, thì mình bắn cái mình để cái miếng nhôm vô, để miếng nhôm vô, sau đó mình sẽ gắn dặn ốc lục giác cho nó vừa cứng thôi. Đó, con nào cũng dặn hai con hết như vậy nè. Đó, sau đó là mình dặn cứng một con ngay đầu đây. Đó, để anh chi mình đóng cánh cửa lại, mình đóng hai cánh lại. Đó, mình đóng hai cánh lại để mình canh cái mặt bằng nè, mặt bằng cái cửa mình nó đã bằng chưa. Đó, cái con lục giác là để mình canh cái cửa mình hai cửa này cho nó đều nè. Ví dụ nó cao lên thì mình gõ nó xuống, còn nó thấp thì mình ở dưới mình gõ cho nó lên cho nó bằng, hai miếng này nó bằng. Đó, sau đó thì mình sẽ lật lại. Đó, mình lật lại thì mình bắn con vít này vô dưới cố định của mình vô. Đó, bắn cái cố định vô luôn, là cái lề mình á, khi mình vô kiến nặng nó không có bị sệ xuống, nó không bị tuột cái lề xuống. Các bạn dặn lục giác không cũng được, dặn bốn con lục giác cũng được, nhưng mà nó không có cứng bằng mình bắn con vít hai con lục giác rồi bắn hai con vít cố định lại, nó sẽ không bị tuột nha. Đó, chứ mình bắn lục giác không, cái con lục giác này nó chỉ ăn vô trong cái miếng nhôm thôi, còn mình bắn con vít cố định này là nó xuyên qua cái miếng nhôm, xuyên qua cái cây đối động, xuyên qua cái cánh luôn đó, nên nó sẽ rất là cứng cáp. Rồi bây giờ mình sẽ bắn vô cho các bạn xem. Đó, mình bắn xuyên qua. Đó, mình bắn xuyên như vậy nó qua cái cánh của mình luôn, nó sẽ rất là cứng, với lại mình nó sẽ không bị bung ra, và nó cái khi mình vô kiến nó không sẽ bị không bị sợ xuống. Đó, các bạn làm các bạn lưu ý cho mình nha. Đó, rồi khi nào mình đi gắn cái dàn cửa này ở dưới công trình á, thì mình sẽ quay vòng nữa để cho các bạn xem tham khảo. Rồi sau khi mà mình bắn mình canh lề hết thì mình cố định vít nữa là xong. Rồi, tương tự cái là cánh dưới khung cũng vậy. Đó, cánh dưới khung là mình cũng bắt hai con lục giác, còn toàn bộ là mình sẽ bắn vít cố định, nhưng mà bên này mình bắn vít ngắn thôi, vít chừng ba phân thôi nha. Đó, tại vì mình chỉ bắn cái lề qua bên cái cánh thôi, mình bắn vít ba phân thôi, mình bắn dài quá sẽ lòi qua bên kiến, nó lòi qua bên cái ô mình bỏ kiến là nó rất dễ bị bể kiến mình nha. Nên mình chỉ sử dụng là con vít là mình bắn cái lề mà khung dưới cánh á, là mình chỉ bắn vít dài ba phân hoặc là hai phân rưỡi thôi. Đó, ba phân hoặc hai phân rưỡi thôi, đừng có bắn vít dài như cái mà bắn lề cánh. Rồi thì cái đây mình sẵn mình là mình bắn cái nắp bịch đầu đối động nè, thì mình quay luôn cho các bạn xem tham khảo nha. Thì cái đối động thì nó sẽ có một miếng bên trái và miếng bên phải nha, chứ không phải nó cùng chiều nha. Nếu mình lấy cái lựa bên nào nó đúng chiều thì mình gắn vô thôi. Rồi sau khi mà mình gắn vô đúng chiều rồi thì cái ba cạnh của cái đây nè, ba cái cạnh này là mình bỏ, mình cắt bỏ nha. Ba cạnh này mình cắt bỏ nè. Quay. Đó, ba cái cạnh trên đây là mình cắt bỏ ra nè. Đó, ba cái cạnh này mình cắt mình để bằng luôn. Đó, mình cắt bằng để làm chi, để khi mình gắn cái đối động vô nè. Đó, mình gắn cái nắp đối động vô thì khi mà mình gắn vô là cái đó nó không có bị cắn vô trong cái này. Có thể mình ví dụ mình nhích lên nhích xuống một hai ly nó không có cắn, còn các bạn không có gặm á, các bạn không bỏ cái này là nó bị cắn vô cửa mình. Nếu mà muốn nhích xuống một ly hai ly hay mình nhích lên ly hai ly á, là mình nhích lên thì được, còn nhích xuống thì nó cắn cái cửa mình, nên mình không cần cái ba cái cạnh này, mình bỏ. Đó, mình để bằng như vậy, rồi sau đó mình đẩy xét vô đó như trong video. Sau đó tiến hành mình sẽ bắn một con vít đầu dù một phân vô đây để giữ cái đối động mình trong quá trình mình sử dụng nó không mới bị chạy lên chạy xuống. Đó, nhưng các bạn lưu ý cho mình nha. Còn những cái chỗ mà nó hơi hở ở chỗ đây nè, các bạn đè vô, các bạn lấy keo dán sắt á, các bạn dán vô là nó dính lại thôi. Đó, ok luôn rồi.
Bắn tay luôn rồi. Đúng rồi. Đó, mình sử dụng là quýt đầu dù một phân inox nha. Rồi. Đó, cho nó cố định, nó giữ cố định cái nắp đố động của mình. Đó. Rồi. Xong. Bập lại. Đó. Rồi. Còn cái đố động nè, lật ốp lại để mình chia sẻ cho anh em cắt làm sao cho nó đúng nè. Rồi khi mà các bạn cắt đố động á, là các bạn lưu ý cho mình nè, là các bạn đo phủ bì cái đây, phủ bì này, thấy không? Phủ bì cái cạnh này nè, nó sẽ có ba cạnh, thấy không? Cạnh ở dưới nè, cạnh ở trên nè, và cạnh thấp nhất nè. Mình lấy cái cạnh thấp nhất mình kéo xuống. Thì cái cửa đi này á, khi mà mình kéo á, là mình có đi cây đế, cây chập chân á, mình đi cây chập chân. Cửa không có ngậm nền thì mình sẽ chập chân. Cửa ngậm nền thì mình không cần cái chập chân. Nếu mà cửa không ngậm nền á, thì các bạn cắt cái cây đố động này nè bằng cái này thôi, thấy không? Bằng cái mép này thôi. Còn mà cửa mình không ngậm nền thì mình bắt buộc mình phải cắt thẳng xuống dưới để mình đi cái ốp chân đó, để nó chia lại cái chỗ hở, cái lõm này nó nhìn nó xấu. Thì lát nữa mình bắn cái cây chập chân vô sao á, ốp chân như sao vô, cùng quay vòng nữa để cho các bạn xem, các bạn dễ hiểu nha. Đó, mình lấy bằng lên, mình móc từ dưới nè. Nếu mình bắn á, mình bắn mình bít luôn cây chập chân á, thì mình đo dưới luôn, dưới đây mình kéo lên, kéo lên tới cái cạnh trên này là mình trừ hao lại 3 ly để mình gắn cái nắp chụp đố động vô, là nó vừa bằng cái cửa luôn, nó không có bị cao cái đố động lên nha. Nếu mà nó cao cái đố động lên thì nó sẽ cắn cái khung bao của mình. Đó, nên các bạn lưu ý cho mình nha. Rồi.